Kim Thu xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục Chính sự Việt Nam của đài truyền hình kalitoday.com được phát thanh và phát hình mỗi ngày, thêm về tình hình chính sự tại quê nhà, được trích từ báo kalitoday.com trong số ra mới nhất. Mời quý vị theo dõi bài viết Sử Trịnh Xuân Thanh trả giá đối ngoại của tác giả Thiền Lâm, được trích từ báo Kali Today. Chỉ đạo mới đây về khẩn trương đưa vụ Trịnh Xuân Thanh và giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm sẽ ra xét xử vào tháng 1 và tháng 2 năm 2018 của Tổng Bí thư Trọng, rất dễ khiến dư luận nhớ lại một luồng quan điểm xuất hiện vào đầu tháng 8 năm 2017 sau khi Thanh về trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội. Ngay sau khi xảy ra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Bộ Ngoại giao Đức đã ra bản tuyên bố phản đối chính quyền Việt Nam và cáo buộc mật vụ Việt Nam đã bắt cóc thô bạo trắng trợn Trịnh Xuân Thanh ngay trên lãnh thổ Đức. Giới quan chức ngoại giao Đức còn dùng cả cụm từ bội ước lòng tin vô cùng lớn trong trường hợp này. Thậm chí sang ngày 3 tháng 8, một bộ phận của Đại sứ Đức ở Hà Nội đã đóng cửa bộ phận lãnh sự và phòng pháp lý. Còn cảnh sát Berlin thì thẳng tay trục xuất cán bộ tình báo Nguyễn Đức Thoa. Được biết, như quan chức ngoại giao của Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức ra khỏi lãnh thổ nước này, cấm quan chức này vĩnh viễn không bao giờ được trở lại Đức và có thể cả Âu Châu. Cùng lúc đã xuất hiện một luồng dư luận trên mạng xã hội về chiến dịch bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Đức đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng Đức và Âu Châu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam Châu Âu EFTA, trong khi rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang hy vọng và trông đợi hiệp định này. Đáng chú ý, luồng dư luận này khởi phát từ vài gương mặt Facebooker khá đậm dấu ấn phe phái nội bộ. Nhưng cũng vào thời điểm đầu tháng 8 năm 2017 đã xuất hiện một luồng quan điểm từ nội bộ đảng cho rằng trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội. Trong đó, để bắt được Trịnh Xuân Thanh là vấn đề không dễ, và Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cũng thừa biết những vấn đề phức tạp sẽ xảy ra sau khi bắt Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Nếu đúng như báo chí Đức đưa tin là Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, thì cũng không có giải pháp nào tốt hơn là phải chịu trả giá về mặt đối ngoại để giải quyết vấn đề đối nội. Và thật ra, cóc hay đầu thú không quan trọng, mà quan trọng là có con người Trịnh Xuân Thanh tại Việt Nam, một mắt xích quan trọng trong cuộc chiến chống tham nhũng. Quan điểm trên khá logic với một số phát ngôn và hành xử của một số quan chức có trách nhiệm trong thời gian tháng 8 năm 2017 về vụ Trịnh Xuân Thanh. Chỉ có điều phía Việt Nam không thể hình dung cái giá phải trả là quá cao. Sau vụ vài nhân viên ngoại giao bị xem là tình báo bị Đức trục xuất vào tháng 8 năm 2017, đến tháng 10, chính phủ Đức đã tung ra một cú giáng không thể tưởng tượng, tạm thời đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Sang tháng 11, Đức còn hủy cả một hiệp định Đức-Việt miễn trừ visa cho các cán bộ ngoại giao đi công tác ở Đức, và còn trục xuất thêm một nhân viên ngoại giao nữa trong Tòa Đại sứ Việt Nam ở Đức. Gần đây, Nhật báo New York Times số ra ngày 2 tháng 11 năm 2017 đã đăng bài viết của ký giả Mike Geis mang tựa đề "Một người mất tích ở Berlin gây giông tố cho Hiệp định Thương mại với Việt Nam". Nội dung bài báo chủ yếu nói về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh có thể ảnh hưởng đến việc hoàn tất Hiệp định Thương mại giữa Liên minh Châu Âu
và Việt Nam như thế nào? Từ khi Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc tại Berlin cho đến nay, phía Việt Nam vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi về hành động mà phía Đức cực lực lên án là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Và việc tiếp tục giam giữ ông Thanh đang làm phức tạp thêm triển vọng hoàn tất Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu EFTA vốn được chờ đợi từ rất lâu. Trong tương lai gần, hành động trừng phạt từ người Đức vẫn có thể tiếp diễn. Những tin tức cập nhật nhất cho thấy cơ quan công tố Đức vẫn đang kiên trì tiếp tục điều tra vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và đang triệu tập ít nhất 8 người Việt Nam ở Berlin về việc này. Nếu trước vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, phía Việt Nam đã quá chủ quan và ảo tưởng trong công tác dự báo mà không thể dự liệu được tính hậu quả ghê gớm sẽ xảy ra từ phản ứng của người Đức, thì trong thời gian tới vẫn là một dấu hỏi rất lớn dành cho Hà Nội. Chính phủ Đức còn có thể áp dụng những biện pháp trừng phạt nào và ở cấp độ nghiêm trọng đến thế nào? Ngay trước mắt là tương lai đổ vỡ của EFTA. Muốn hiệp định này được thông qua, cần có sự đồng thuận của không chỉ cấp hành pháp mà cả của khối luật pháp ở 27 quốc gia Âu Châu. Chỉ cần một trong số 27 nước đó không chấp thuận thì EFTA sẽ hoàn toàn vô vọng. Nhưng dường như bất chấp tất cả, Tổng Bí thư Trọng vẫn ưu tiên xử lý đối nội. Hành động của ông Trọng lại quá mâu thuẫn với ý của chính ông. Từ đầu năm 2017 đến nay, ông đã chỉ đạo tổ chức hàng loạt đoàn công tác đi châu Âu để vận động cho EFTA. Trong số đó có đoàn của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và cả Ban Đối ngoại Trung ương Đảng. Quý vị vừa theo dõi bài viết Sử Trịnh Xuân Thanh trả giá đối ngoại để giải quyết đối nội của Thiền Lâm, được trích từ báo Kali Today. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Quý vị có thể theo dõi mục này nhiều hơn trên làn sóng Radio Phố Đêm 1500 AM mỗi ngày từ 1 đến 5 giờ chiều và từ 4 đến 11 giờ tối tại miền Bắc California và quý đồng hương tại thành phố Seattle và các thành phố phụ cận cũng có thể nghe trên Radio Seattle ngày nay trên làn sóng 1540 AM từ 1 đến 4 giờ chiều mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên trang mạng truyền hình kalitoday.com.